nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ với những người có hoàn cảnh gặp khó khăn trong cuộc sống. Tòa soạn môi trường và xã hội thường xuyên phối hợp với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm thực hiện các chương trình thiện nguyện mang ý nghĩa hết sức cao cả để giúp những mảnh đời gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Cụ thể, ngày 13 tháng 7, Tòa soạn Môi trường và Xã hội đã phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức chương trình thiện nguyện Mái ấm tình thương tại Chùa Thiên Hương thuộc thôn Dương Xá, xã Dương Quang, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên để trao quà cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa. Tại đây, đoàn đã đóng góp nhiều phần quà hết sức ý nghĩa và thiết thực như sữa, gạo, cùng tiền mặt và nhiều vật dụng thiết yếu khác. Nhìn những gương mặt ngây thơ, tươi vui, háo hức của các em mồ côi, các mẹ bầu đơn thân xin nương nhờ đã khiến cho mọi người trong đoàn hết sức xót thương và cảm động. Hiện nay, nhà chùa đang nuôi dưỡng 8 cụ già neo đơn, vô gia cư, 15 mẹ bầu đơn thân và 46 cháu mồ côi. Trong đó, gồm có nhiều cháu khuyết tật, bại liệt, bệnh đạo, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ và thiểu năng vận động. Đa số các cháu bị bỏ rơi tại cổng chùa hoặc do mẹ bầu đơn thân sinh rồi để lại nhà chùa nuôi. Đến với chùa Thiên Hương, các cháu được chăm sóc nuôi dưỡng và được học văn hóa chương trình mầm non, tiểu học tại khu vực. Năm học 2019-2020 đã có 9 bé học tiểu học, 11 cháu học mẫu giáo và mầm non. Còn lại là 26 bé từ 0 đến 2 tuổi, 4 bạn khuyết tật không thể đến trường. Đại Đức Thích Nguyên Bình, trụ trì chùa Thiên Hương chia sẻ, có những cháu bé mới được 2 ngày tuổi đã bị mẹ bỏ rơi, song các thầy lại đem về nuôi nấng, chăm sóc và mong các con sau này lớn lên sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Hiện số lượng trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, cụ già neo đơn, vô gia cư và mẹ bầu đơn thân xin nương nhờ ngày càng đông khiến chùa không thể đáp ứng đủ nên chùa Thiên Hương đang tiến hành xây dựng mới, mở rộng thêm nên xin gieo duyên tới các mạnh thường quân, Phật tử thập phương trợ giúp kinh phí để nhà chùa xây dựng khu nhà ăn và khu vệ sinh khang trang, sạch sẽ, giúp các bé có nơi sinh hoạt ổn định và lâu dài hơn. Chương trình được tổ chức dựa trên quỹ của Tòa soạn Môi trường và Xã hội điện tử, TH Trumilk, Công ty sữa Vinamilk cùng tấm lòng của các nhà hảo tâm, quỹ cơ quan, ban ngành, cá nhân. Được biết, Đại Đức Thích Nguyên Bình, trụ trì chùa Thiên Hương cũng đã đến rất nhiều nơi để chia sẻ, giúp đỡ những khó khăn cho nhiều mảnh đời gặp hoàn cảnh éo le trong cuộc sống.